Mai Vàng núi Bà Tây Ninh à, xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 21 tháng 2 nhuận âm lịch à, trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là mình nhìn cái những loại bệnh trên lá, trên đọt của cây mai vào cái tháng 2 âm lịch. Thì tôi nói các bạn như thế này, cây mai mình nuôi là nó có bệnh các bạn ơi, không phải cây nào mình nuôi là dứt khoát không có bệnh à, nó không chết là mai rồi. Mình nuôi vẫn có chết, vẫn có bệnh hoạn, không có ai mà nói là giờ nuôi cây mai mà hoàn toàn là chính xác hết, không bệnh cả. Tôi cũng vậy, tôi nuôi cây mai nó cũng bệnh hoạn, nó cũng cực lắm các bạn. Và có những cái bạn chia sẻ là nuôi cây mai quá chằng chịt, quá cực. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, cái giá trị nó ở tại chỗ này. Nó có cực chứ, những cây mà các bạn thấy nếu mình ghim xuống mà nó phát triển bình thường, nó lên, thấy không, thì cái giá trị ai nuôi cũng được, thì cái giá trị. Nhưng mình phải có cực rồi mình mới có mực, phải không? Do đó cây mai cũng không ngoại lệ. Nó cái sinh trưởng của cây mai nó cũng như người ta vậy, bệnh hoạn, ho cảm, virus, đủ thứ bệnh hết. Của thì cây mai, cái cây nó cũng y như người ta, trời xanh rồi. Thì bây giờ trước hết mình xem lại những cái loại bệnh hoạn của cây mai ha. Cây mai ha các bạn à, như thế nào. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, cái chánh là gì rồi đó, là tôi sẽ chia sẻ cái phần thân này, tôi chia sẻ rồi. Có những bạn hỏi ha, là tôi bây giờ tôi trả lời lên cái phần này luôn. Thì bây giờ trước hết nè, cái phần ngọn trước các bạn, phần đọt này tôi chia sẻ ha. Bọ trĩ thì bây giờ cái này thì nó lại không có. Nếu các bạn thấy nó vàng vàng, nó bụm bụm vậy nè, cái lá nó bụm bụm, nó vàng vàng ngà ngà mà túm túm là bọ trĩ, thì mình biết rồi. Thứ hai là gì? Giờ nhìn vô ha, cái dện đỏ đây tôi có nè, nó đủ thứ hết các bạn ơi. Cái này là dện đỏ chắc chắn luôn, cái màu khác đây dện đỏ. Còn bây giờ bọ trĩ thì mình mua thuốc mình ra tiệm mình nói dện đỏ hoặc bọ trĩ. Nhưng mà cái bọ trĩ này có các bạn hỏi là bây giờ nè, xịt đủ thứ thuốc hết mà không chết sao chú? Thì bây giờ tôi cũng không biết sao, tôi mua tôi nói các bạn là tùm lum thuốc hết. Nhưng nếu mà tôi xịt tôi cảm thấy không hết rồi á, tôi tăng gấp đôi liều lên à, chia sẻ rồi, cứ tăng liều lên các bạn thử nó sẽ giảm. Và các bạn dùng nước, tôi nói rồi, tưới vậy nè. Nếu các bạn nuôi ít á, nuôi nhiều thì tôi không dám, bởi vì người ta đó có kinh nghiệm rồi. Các bạn dùng nước cái vòi cho mạnh nước, xịt ở dưới dạ này nè, cứ sáng xịt chiều xịt, rửa ngang cho tôi, đừng có nói tưới ngang à, rửa sáng xịt chiều xịt suốt, xịt ở trên lá ở dưới này đẩy lên à, những cái đọt non này thì khoảng 3-4 lần, 3-4 ngày, sáng chiều thì nó giảm, các bạn thấy cái đọt nó sẽ đứng lại. Đó là cái phần bỏ trĩ à, là các bạn trị không hết thì phải chịu thôi. Mình phải biết đây là nhện đỏ. À, cái thứ hai là nhện đỏ nè, các bạn thấy không, nó cái màu của nó dịch dợt á, nó xám xám này nè, đây là cái hiện tượng có rồi. Bây giờ tôi phải xịt này, thấy không. Và cái trái lá nó khác nha các bạn, cái trái lá này thì không sao nè. Bây giờ tôi cho các bạn coi nè, mình so sánh ha, để các bạn nói cái này không phải là nhện đỏ mà do cây mai của mình cắt á các bạn. Ở tháng nắng nó trái rất là rõ luôn nè các bạn, dòm nè. Còn con nhện đỏ này nó ngà nè. Nè, các bạn thấy hai cái nó khác nhau không? Nè. Đó, bây giờ cho các bạn coi. Thấy chưa, cái màu này. Cái này là do nắng táp, không sao hết. Cái này là nhện đỏ. Thì mình mua nhện đỏ trị cho tôi, thì tôi nói vậy thôi, các bạn cứ ra tiệm mua thuốc ha. Rồi, thứ hai nữa là gì? Những cái lá non, nó mới ra, nó mốt, nó méo, kệ nó các bạn, không sao hết. Tại vì cái giai đoạn này nè, cái này là hồi đó bọ trĩ nó còn nhỏ mình trị hết rồi, giờ nó cái lá này thì các bạn đưa, giờ tôi cũng không biết trả lời sao. Thì bây giờ tôi trả lời theo cái cách của tôi ha, thì các bạn cùng chia sẻ nè. Các bạn thấy cái lá này, nhưng mà mình căn cứ vào đâu để biết hết cái đọt này? Nếu nó ra cái đọt này mình xịt đi, nếu ra đọt này thì rồi mình nhìn đây nè, còn ở trong này kệ đó, đây nè của tôi nè, cũng tùm lum hết rồi. Nhưng mà mình nhìn vào cái đọt này, đúng không? Rồi, đó là những cái trường hợp mà mình nhìn vào cái bộ lá của nó à, nó biến dạng ha. Rồi bây giờ tiếp cái nữa nè,
hiện nay những cái đọt này nó kéo quá. Có cắt hay không thì tôi nói các bạn khoan, tại vì mình mới ăn Tết xong, đúng không? Cái này cũng kéo nè, cái dạng kéo nè, thưa mắt nè, chạy đó. Mình cho gì nó phục hồi cái đại sau khi mình chơi bông Tết, đúng không? Và mình cắt nó ra vậy là mừng rồi. Tôi nói các bạn khoan đây nè, kéo nè, nè, thấy không? Thì bây giờ sao, cái cách là sao các bạn? Nước là phải giữ độ ẩm xuyên suốt. Thứ hai là gì? Ngưng phân đó, đừng rải phân nữa, đứng lại à. Nhưng mà khoan hả, cho nó ra đi các bạn, cho nó già cái bộ rễ cũng như cho nó phục hồi đi. Và hiện nay nếu nó kéo đọt, các bạn hỏi có sao không? Không. Nó nguy hiểm nhất là gì? Vào cái thời tháng 7, tháng 8 á, nó kéo đọt thì sao? Nó không tạo được cái mầm bông. Còn bây giờ này nó cho nó phát tự do, cho nó phát đi các bạn. Rồi tháng 5 mình sửa lại, được không? Và tôi nói các bạn gì? Ngưng lại những cái loại phân mà nó có cái hàm lượng ha, tức là đạm cao. Thì vậy mình biết dư rồi. Nó dư, nó không dư, nó hơi thừa nhẹ thôi. Nó cực mình thôi, có gì. Nhưng tôi nói các bạn, để cho nó phát triển đi, đừng có rớ động nó, cho nó ra tự do cả đi. Chứ không phải mình tác động hoài. Rồi qua tháng 5 mình sửa nó lại. Lúc từ tháng 5 đổ lên, tức là cái phân nha các bạn, hỏi tôi nói lại này, chu kỳ 1 theo cách của tôi ha, từ tháng 5, tháng 1 tới tháng 5, một cử DAB 18460 và một cử đá, gà nén phân hữu cơ. Và các bạn còn cái gì, humic hay là cái rod hay là trico đặc ma, thì các bạn cứ pha theo cử, các bạn xịt vô bón ha, không sao hết. Thì bây giờ mình thấy nó ấy quá thì mình bớt lại, hoặc là mình bỏ cho nó một cử phân, đúng không? Đúng không các bạn? Giá gì? Xịt phân bón lá di lượng. Có nhiều cái dạng lắm để tôi kiếm ha. Tôi nói nhiều dạng các bạn ơi, nó là bị vàng lá. Có các bạn nói là bị vàng lá thì sao? Thì tôi nói các bạn bây giờ á, xem lại cái gì, cái giá thể, nó bị vàng lá, xem lại về bị giá thể, đúng không? Và xem coi nước nó có thoát nước không. Rồi thì bây giờ mình mua những cái loại gì, cái này vàng vậy không, nhưng mà ở trong này các bạn đừng có sợ, nó già, nó vàng khó này. Cái này nó cũng là nhiễm khuẩn lá này. Các bạn bứt cái này nè, đem ra tiệm đi, bứt ra tiệm đi các bạn, người ta sẽ đưa các bạn nấm bệnh trên lá toàn bộ luôn. Thì bây giờ tôi cũng vậy, tôi cũng xịt nấm bệnh trên lá ha, bọ trĩ, xịt bọ trĩ, nhện đỏ, xịt nhện đỏ, vàng lá đem ra tiệm, đúng không? Đây nè, nhện đỏ nè, xịt cử nhện đỏ vô cộng với cái thằng bọ trĩ nhện đỏ, hai thằng cáp vô xịt đó, cái cử, và chen vô cái thằng vi lượng, chen như thế nào, chen theo cử thuốc, cái đó không sao hết trơn à, các bạn cứ xịt đi. Và những cái này kéo của tôi kéo nè, kệ nó, tháng này không quan trọng. Từ tháng 5 khi các bạn sửa lên là các bạn nên chỉnh sửa, đừng cho nó kéo đọt. Nhất là từ tháng 7, tháng 8, nếu nó kéo đọt sao nó không tạo nút tạo gạo. Rồi. Và những cái bệnh trên lá tôi nói các bạn, vàng lá ha, hay là kéo vàng lá gân xanh, thì cái đó đi romin đó các bạn. Mình trước hết mình phải trị cái gốc nó trước cái đã. Rồi trên mình trị coi xem sao, còn không nữa thì mình những cái dạng vàng lá gân xanh thay giá thể. Nếu mình thấy không xong mình khoan hả, thay mình thí nghiệm trước, bỏ đi rumin, lặt lá bỏ đi, coi nó lấy lợi không, không lấy lợi thì chờ cho già lá mình lấy. Và bây giờ đó là cái phần tôi đệm và cây mai con tôi rải cái gì. Thì tôi nói các bạn nè, các bạn hỏi chia sẻ rồi, thôi bây giờ mình nói lại cái phân của cái cây mai nuôi chậu trước đi ha. Từ tháng 1 tới tháng 5 là tôi rải gì? N18460 là đáp DAB và một cử gì? Phân gà nén. Rồi, cái đó là chu kỳ 1. Qua chu kỳ 2. Nói luôn ha các bạn, trả lời các bạn luôn ha, là tôi nói luôn nè. Rải một cử phân gà nén, một cử 16168 tăng lên 8 kali. 16168 kali. Rồi tới tháng 10
mình rải thêm bãi bãi 14, tức là 14 kali, hoặc là những cái loại khác 12, 25 gì đó, mình rải để nuôi bông. Rồi, nhưng mà tới đó tôi sẽ làm từ từ, đúng không? Thì bây giờ tôi qua cái sẵn cái cây này nè, con tôi nó đang rải nè. Thì tôi nói các bạn cũng y vậy, nhưng mà mình chen nó vô các bạn, chen nó vô một rốt này nè. Nhà tôi đang chen rốt nè, thấy không? Rồi, thì cái này tôi đã nói với nhiều rồi, không có giới thiệu sản phẩm gì hết. Các bạn cứ mua rốt bột là bỏ. Đó, bây giờ bỏ nè. Nó là gì các bạn? Cứ một muỗng cà phê đá, ở cà phê đen á các bạn. Các bạn vô ha. Rồi, chen nó cứng 15 ngày, rải hữu cơ 15 ngày, rải gì? DAB, chỉ vậy thôi. Rồi cái của tôi nó như vậy, phải không? Nhưng quan trọng là gì? Tôi cũng nhắc lại lần nữa, cái dùng của tôi nè, bạn thấy cái mùa nắng ở trên núi mà tôi tưới mà nó động vậy nè. Bây giờ của tôi như vậy, thì tùy các bạn ha. Có các bạn nói nước thì nó chết, chết cây ha. Thì giờ tôi cũng không biết làm sao, thì giờ tùy, nhưng mà tôi nuôi tôi thấy, tôi chia sẻ thực tế nè. Bạn thấy không? Rồi. Xem ha. Rồi những cái lá này các bạn, đây nè, nó ra nè. Thì theo tôi á, ở tôi nó vẫn có mùa mưa gió. Thì ở trên này á, thì tôi nói các bạn nè. Vậy ha, này nó dài dần. Vậy là thuận rồi, cái này khỏi, nhưng mà này quá thì mình cắt, có thể cắt chỗ này. Thấy không? Cắt ngay chỗ này, mình chừa ở cành này với cành này lại. Để chi? Gió. Nó không đồng đều các bạn ơi. Đúng không? Rồi, thì cứ như vậy giải già cái gì? Ở trên là tôi xịt cái gì? Phân bón lá trung di lượng. Hoặc là phân bón lá di lượng cũng được rồi. Thì đó là cái tôi làm nguyên năm luôn. Cỡ này là cỡ đó thôi. Không có thay đổi, không có chu kỳ gì hết. Đối với những cái cây con này, nó không cần chu kỳ, tối đa là đáp thôi. Là gì? 18460 DAB. Đúng không các bạn? Rồi. Đấy. Kéo như kệ nó, đợi cho nó lớn đi, từ từ mình làm. Rồi, xem lại nè. Cây này ra là giọng thấp ha. Để cắt này ra. Muốn được cái này thì sao? Đừng cho nó kéo đọt quá, nó sẽ ra dạng này. Còn các bạn đưa đảm nhiều quá, nó đâu có tạo cái cành này được. Cái cành này, các bạn thấy không nè, đặt nè. Nó bỏ mắt nha các bạn. Nó sai vậy nè, rồi cuối cùng mình cũng phải cắt lợi. Đây, ha. Rồi. Một thân một cốt, làm thế nào? Cứ điều chỉnh nó nè. Lên, cắt. Làm bậy cắt à. Các bạn thấy thân cốt không? Cắt đây. Đó, cái này là phải làm nè, điều chỉnh suốt xuyên suốt. Trong cái quá trình làm thì mới lấy được thân cốt. Đây. Cắt đây. Ra, đây tầm bậy cắt tiếp. Ra. Tức là sao? Cái này thân cốt là gì? Cái mai này nó phải đi từ thẳng lên. Xuyên suốt. Cứ nó ra nhiều nhánh là bẻ bỏ. Cái này là phải xử lý xuyên suốt, đừng để nó lấn áp. Đúng không? Đây, những cái mai. Đó, thì tôi bỏ làm sao tôi chia sẻ vậy các bạn. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào.